Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống VTV Radio và kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi rất là vui được giới thiệu với quý vị về một cái buổi talk show, và Tuyết Nhi sẽ là người host chương trình ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến cô Tuyết Nhi, anh Trọng Hải và sư cô Tích Nữ Nguyên Bình. Dạ, Tuyết Nhi chào chị Tường Minh. Dạ, xin kính chào sư cô, kính chào anh Trọng Hải cũng như là quý vị khán giả đang xem buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng với Tuyết Nhi. Thưa quý vị, hôm nay Tuyết Nhi rất là phải nói là có duyên được ngồi đây tiếp chuyện với sư cô đại diện cho chùa Diệu Pháp cũng như là anh Trọng Hải lên đây. Chúng ta sẽ có một vài cái chia sẻ về buổi tiệc chay gây quỹ của chùa sắp diễn ra. Con kính chào sư cô. Dạ, A Di Đà Phật. Sư cô xin kính chào chị Tuyết Nhi, chị Tường Minh cùng tất cả quý khán thính giả đang xem đài Việt TV Radio. Sư cô Thích Nữ Nguyên Bình xin đại diện cho chùa Diệu Pháp có buổi talk show cho tiệc chay gây quỹ ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết là qua màn hình nhỏ của Đài Việt TV cũng như là Radio 1560 AM từ Houston, Texas, Trọng Hải xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả thân thương, cũng như là chào chị Tường Minh, Tuyết Nhi và con đảnh lại sư cô ạ. Dạ, thưa quý vị thì phải là một duyên lành ngày hôm nay trời mưa mà từ Magnolia mà lái xe xuống đây chắc cũng kẹt xe lắm hả thưa sư cô? Dạ, quý vị biết là ngôi chùa Diệu Pháp của sư cô nằm ở một mảnh đất trống ở thành phố Magnolia, Texas. Thì nếu mà đi từ Houston lên thì con nghĩ cũng phải 45 phút. Nhà con Richmond đi cũng là 40-45 phút rồi. Thì con biết là hôm nay có một cái cơ duyên là sư cô cũng như là muốn mình xây dựng một cái ngôi chánh điện cho ngôi chùa Diệu Pháp, thưa sư cô. Thì sư cô có nào cho con biết cái ngôi chánh điện của mình khoảng bao nhiêu service và sư cô dự trù là xây dựng khoảng bao nhiêu kinh phí tịnh tài hả sư cô? Dạ, thưa hai chị cùng quý khán thính giả đang xem đài, lời đầu tiên sư cô xin kính chào tất cả quý khán thính giả, một lời chào thân thương nhất, vì đây là buổi đầu tiên sư cô lên đài để nói chuyện, và xin được tiếp theo cái câu hỏi của chị là chùa sẽ xây dựng bao nhiêu square feet. Dạ, xin thưa chị cùng quý khán thính giả đang xem đài là chùa sư cô hiện tại bây giờ diện tích mảnh đất là được 3,5 acre và đang tiến hành thiết kế cái bản vẽ trên dưới là 9.000 square feet, gồm bên trong có điện thờ Phật, hậu tổ và nhà sinh hoạt chung, nhà chúng, và tất cả gói gọn trong một cái building. Và chị hỏi sư cô là kinh phí bao nhiêu thì cái đó là sư cô chưa có thể trả lời được. Vì đây là buổi đầu tiên gây quỹ, trước tiên là cái mảnh đất nó đang còn hoang sơ, đang còn trống trải, chưa có cái gì hết. Dạ, vì vậy nhờ sự thương tưởng của quý khán thính giả và đồng hương Phật tử gần xa có tấm lòng thương chùa mến đạo để hộ trì cho sư cô sớm hoàn thành được cái Phật sự lớn lao này. Dạ, A Di Đà Phật, thưa sư cô, nhưng mà khi mà mình có một cái bản vẽ, thưa sư cô, thì mình cũng phải có một cái kinh phí khoảng bao nhiêu cho một cái bản vẽ kiến trúc sư gửi đến cho chùa mình, giống như là có cần, ví dụ như là mấy trăm ngàn hay là 1 triệu hay là bao nhiêu để mình có, để mình biết mà mình kêu gọi với Phật tử ủng hộ cho mình, để mình có đủ tình tài mà mình xây theo đúng cái bản vẽ của kiến trúc sư gửi ra, thưa sư cô. Dạ, theo sư cô được biết có một cái chú Phật tử, chú cũng có nói về cái Magic Land là giá cả bao nhiêu. Thì bước đầu tiên là làm cái nền, vì trải qua một thời gian dài, quý sư cô đã dọn dẹp cây để cho mảnh đất được trống trải, và cũng đổ được mấy trăm xe đất để làm cho cái nền tương đối là cao hơn cái mặt lộ ở ngoài, để cho khỏi bị nước ngập. Đúng rồi, cái vùng đó thì ngập nhiều. Và bước tiếp nữa thì nếu mà muốn tiến hành làm cái nền thì sư cô có hỏi một cái nhà họ xây dựng. Người ta nói cái nền chùa thì tương đối chắc có khoảng cỡ 200
200. Dạ. Dạ. Về phần đổ nền không đổ thôi. Nền. Dạ. Dạ. Như vậy nếu mà Phật tử nào mà có tâm cúng dường thôi cúng luôn một cái nền nhà cho chùa 200. Yeah, chắc yeah, tối hôm nay con nghĩ chắc Phật tử nào mà trúng vé số chắc cũng thế nào cũng phát tâm cúng dường cho sư cô. Yeah. Để anh đi mua vé số, anh nhắc anh mới nhớ đó, để chúc anh đi mua vé số. Dạ. Yeah. Yeah. Anh mà trúng thì thôi cancel đi chứ. Dạ. Cancel thì cái quỷ. Nếu mà anh trúng á, nếu anh trúng là xe luôn rồi. Dạ. Cái này chắc chắn. Vâng, dạ cảm ơn sư cô. Và thưa quý vị, thì buổi tiệc chay gây quỹ cho chùa Diệu Pháp của sư cô ở đây Nguyên Bình ở đây sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn vào ngày 29 tại tháng 10 năm 2023. Anh Trọng Hải, cái nào chia sẻ cho Thúy Nhi biết là buổi tiệc chay này của mình có những cái chương trình văn nghệ như thế nào, mà quý Phật tử nếu mà dù muốn đặt những cái bàn tiệc chay thì như thế nào anh? Để trả lời câu hỏi của Thúy Nhi thì trước khi đi vào cái chương trình á, cho phép anh bổ sung thêm cái ý kiến của sư cô chút xíu. Yeah. Tại vì thật sự ra đó, khi mà sư cô mà nói về cái mảnh đất ở cái địa chỉ là 19535 đường theo đó, thì có lẽ là một số quý vị sẽ không biết. Đúng rồi, bây giờ nó đổi địa chỉ mới. Tại vì từ xưa tới bây giờ tất cả những cái chương trình, những cái buổi đại lễ của mình á, đều diễn ra ở cái địa chỉ cũ là cái địa chỉ là 32441 đường Rai đó. Dạ, đúng. Thì cái chỗ đó cũng gần thôi, cái trong đây. Nhưng mà tại vì đây cái chùa cũ hiện thời mình đang sinh hoạt đó thì nó rất là nhỏ. Với lại nói chung là mình không có thể sinh hoạt ở đó nữa được nữa, tại vì nhiều lý do lắm, mà cái neighborhood là cái lý do chính, thành ra là bắt buộc mình phải dời qua một cái địa điểm mới. Mình nói như vậy để cho cái vị khán giả hiểu được là tại sao mà từ xưa tới giờ chùa vẫn sinh hoạt ở đây, mà cái mảnh đất này là ở đâu, tại sao cũng như vậy đó. Thì mình đó, để trả lời bổ sung thêm ý kiến xíu, rồi để trả lời cái để đi vô cái chương trình của buổi tiệc chay gây quỹ thì kính thưa quý vị là chương trình sẽ diễn ra vào ngày 29, 5 giờ chiều ngày 29 tây tháng 10 chủ nhật tại nhà hàng Kim Sơn. Thì ngoài các anh chị em ca nghệ sĩ tại địa phương của chúng ta thì có tăng cường thêm nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Còn ở địa phương thì có Quốc Vinh, anh với lại Phương Hân, Kevin Phan, Huỳnh Yến, Thiền Phúc với lại chị Lưu Thanh Thủy. Đảm nhận vai trò của dẫn chương trình ngày hôm đó là anh sẽ dẫn chương trình chung với chị Bảo Ngọc. Chị Bảo Ngọc. Dạ. Yeah. Mà chương trình văn nghệ tiệc chay gây quỹ của mình có những tiết mục gì, anh có nào chia sẻ cho thứ nhì quý vị khán giả biết không anh? Lòng với cái chương trình của buổi tiệc chay gây quỹ ngày hôm đó thì mình có sổ số, mình có sổ số thì những cái lô của sổ số là có 3 giải an ủi, một cái giải 3 là một cái giải tượng Phật, một cái giải nhì là một cái iPad và một cái giải nhất là một cái iPhone 15 và một giải đặc biệt là một ao vàng. Và song song ngày hôm đó thì anh Lãng Nguyễn của hệ thống Direct Furniture có cúng dường cho chùa một cái nệm queen size, một cái nệm kim đan queen size. Thì cái nệm đó thì chúng ta sẽ đấu giá ngày hôm đó, nếu mà quý vị nào thương chùa thì có thể mang cái nệm đó về nằm coi như là warranty, hình như là tới lifetime warranty. Mà thưa sư cô cũng như Trọng Hải, Tú Nhi thì đi rất là nhiều những cái tiệc chay. Tú Nhi biết là hiện tại bây giờ cái kinh phí mà để đặt tiệc chay nó cũng không như hồi xưa nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Hồi xưa là một cái bàn tiệc chay thì nó cũng cái giá tiền nó cũng nhẹ nhàng hơn, bây giờ thì nó hơi nặng hơn tí xíu. Yeah. Thì con không biết làm như thế rồi bút ca sĩ này nọ thì cái buổi tiệc chay của mình sư cô nghĩ là sư cô có make được even cho cái trả được hết cái buổi tiệc ngày hôm đó không? Dạ thưa chị, thì sở dĩ như vậy nên sư cô mới phát hành vé giá là 50 đồng cho một người. Yeah. Và cái vé số này là có những mạnh thường quân đã cho những cái giải thưởng như là một ao vàng, một cái iPhone, một cái iPad, là đã có những cái người Phật tử mạnh thường quân đã hỗ trợ cho quý sư cô. Yeah. Để kiếm thêm cái tịnh tài. Yeah. Để đóng góp cho ngôi Tam Bảo.
Dạ, thưa sư cô, thì giá vé 50 Mỹ Kim mỗi người là một phần ăn đúng không thưa sư cô? Dạ, đúng rồi. Vào đó là mình có tiệc chay nè, mình được thưởng thức văn nghệ và dùng tiệc chay. Còn mà vào đó là mình có những cái sổ số riêng nữa, là những cái đó là đã được Phật tử bảo trợ rồi đúng không thưa sư cô? Dạ. Thưa quý vị biết là ngôi chùa này ở nằm một cái vùng Magnolia, là một cái vùng mà Tú Nhi rất là thích ở lên đó. Anh Hải biết không, lên đó cây xanh tươi mát lắm luôn á. Phải nói là Houston mình những tháng hè mà trời nóng bức mà oi bức mà kẹt xe là về đó là chỉ muốn ở khu đó luôn, không có muốn đi về Houston thật sự như thế. Thành ra với lại là thời cái khu vực trên đó cũng không có những ngôi chùa của người Việt mình nhiều, mà tất nhiên thấy là bây giờ cộng đồng người Việt mình ở trên khu Magnolia, Tomball với Woodland cũng khá là đông. Nên những nơi này có những cái ngôi chùa của Việt Nam mình hiện diện thì Tiểu Nhi nghĩ cũng là một nơi tâm linh để quý vị có thể về để tu học trong những ngày lễ. Chứ ở trên đó mà chạy xuống đây đi lễ chùa này nọ thì cũng hơi khá là xa. Thành ra quý vị hãy xin hãy góp một bàn tay giúp cho chùa Diệu Pháp cũng như là sư cô Nguyên Bình có được tiền tài để sư cô xây được cái ngôi chính điện mà chúng ta có thể lên đó tu tập, cũng có thể là những Phật tử ở gần đó cũng có nơi dễ dàng hơn. Và nhất là những con em của chúng ta lớn lên ở Mỹ cũng cần có một cái nơi để học giống như là học tiếng Việt này nọ. Dạ, thì con nghĩ là cái này là một trong những cái mà quý Phật tử xem chương trình này có thể liên lạc với sư cô nếu mà muốn ủng hộ chương trình, bảo trợ, không mua vé cũng được mà muốn bảo trợ chương trình, hoặc là muốn cúng một ít tịnh tài cho sư cô thì sẽ liên lạc với số nào hả thưa sư cô? Dạ, thưa chị, có thể liên lạc vào số phone của chùa là 281-837-6858. Và có thể quý vị có thể muốn gieo vào cho chùa thì để tên chùa Diệu Pháp và cũng số phone là 281-837-6858. Hoặc quý Phật tử, quý đồng hương thương chùa có thể gửi trực tiếp về cho chùa thì với cái địa chỉ là 32441 Rye Road, Magnolia, Tatsit 77355. Dạ, và quý Phật tử nào muốn cúng dường và lấy lại cái receipt để mình khai trừ miễn thuế thì cũng có thể liên lạc cho sư cô. A Di Đà Phật. Cảm ơn sư cô. Quay lại với anh Trọng Hải thì anh Trọng Hải lại ở khu vực dưới đây đúng không? Anh thì giật cũng lưng lưng chừng. Lưng chừng. Anh cũng ở dưới nọt. Dưới nọt. Yeah. Lý do cơ duyên nào mà anh biết đến sư cô Nguyên Bình và cơ duyên nào để anh đến với chùa Diệu Pháp mà anh giúp một bàn tay trong chương trình gây quỹ ngày hôm nay hả anh? Hình như là con về chùa Diệu Pháp tới nay cũng gần 8 năm. Dạ. Tại vì cái hình như cái duyên ở đó thành tại vì với lại anh thấy là khi mà anh về cái chùa thì cái chùa rất là nhỏ. Quá nhỏ luôn, phải dùng cái từ là quá nhỏ. Chỉ mới cái mobile home. Mobile home, dạ. Thành ra là với lại mỗi lần mà mình về chùa đó thì hai cái em biết là một năm thì chỉ có hai cái lễ chánh, đó là Vu Lan Phật Đản. Nhưng mà Vu Lan Phật Đản lại rơi vào trúng ngay cái mùa hè. Mùa hè nó mà nóng, gọi là cái giai đoạn mà nóng kinh khủng, nóng nhất á. Đó là Phật Đản á thì là tháng 5 là bắt đầu nóng. Vu Lan thì lại là tháng 8, tháng 9 là bắt đầu bị hết nóng. Đó. Thành ra là cái đầu mùa nóng với cái cuối mùa nóng, mà mỗi một lần em biết làm lễ như vậy thì đâu có thể nào cái chánh điện nhỏ xíu ha. Thành ra sư cô lại làm lễ ở ngoài cái hành lang của chánh thì tụi mình biết ở trên á là một cái mái tôn. Ở trên cái tôn mà tụi mình biết là mỗi lần mùa hè đó nó nóng kinh khủng lắm. Rồi Phật tử ngồi dưới này bao nhiêu cái quạt máy chịu không có nổi. Thậm chí nhiều khi làm lễ xong á em biết mình đói bụng lắm. Đói lắm. Mà nhìn đồ ăn ăn không được. Ăn không nổi. Nó hút hết oxy. Dạ. Thành ra mà khi mà về thấy tự nhiên tại mình thấy thương hai sư cô quá, coi như là hai sư cô nữ không mà nhỏ người quá, mà coi như là cái gì hai sư cô cũng tự lực cánh sinh hết, không? Thành ra về thì mình thấy mình thương quá đi. Thành ra làm cái gì được thì làm thôi. Thành ra với lại đây là cũng có một số Phật tử nói là thôi bây giờ tại mảnh đất thì đã có bên kia rồi đó, thành ra mình phải làm cái chay để mình gây quỹ để mình có cái gì trước để mình phải khởi hành thôi, chứ chẳng lẽ để đó hoài.
không? Mà sư cô cứ nói là sư cô không có dám làm gây quỹ, không có dám tổ chức. Coi như kỳ này ai anh Hải là coi người là đề nghị phải không anh? Đứng của chị Hải là người nghe đề thì không dám đề nhưng mà coi như buổi tiệc trai hôm nay mà có chuyện gì thiếu hụt gì thì sư cô cứ nói anh Hải, tại nãy giờ anh nói là con biết là anh Hải là người đưa đẩy sư cô đến với buổi tiệc trai này. Nhưng mà lần đầu tiên sư cô, nhưng mà lần đầu tiên là sư cô mà gọi là mạnh dạn đứng ra làm cái tổ chức cái buổi tiệc trai này, thật sự sư cô không biết cái gì hết á. Nhờ sự thương tưởng của Hòa Thượng Nguyên Hạnh tại đó chùa là Việt Nam, cũng như Ôn Nguyên Đạt ở tại chùa Việt Nam, cũng cùng chư tôn đức tăng ni đến tham dự lễ đó. Mỗi lần quý ngài tới chùa để dự lễ thì nóng, thời tiết rất là nóng. Mỗi lần làm lễ xong mấy thầy nói trời ơi, tới chùa Diệu Pháp á, thì chùa nhỏ dễ thương nhưng mà nóng quá. Và cái khu vực hàng xóm Mỹ đó họ cũng cầm lên, mỗi lần lễ thì sư cô phải nhờ security để đứng ngoài đường chặn lại là xe nào đi vô là phải đi thật chậm, còn đi nhanh thì thế nào cũng bị cầm lên. Giống như mà đi xe mà đi bộ á. Mà nếu mà mình sinh hoạt tu tập như vậy trải qua nhiều thời gian năm tháng mà để cho cái dân địa phương họ không có vui, họ không có hoan hỷ hoài thì sư cô nghĩ cũng là một điều không có tốt cho chùa. Vì vậy quý Phật tử ai cũng nói thôi sư cô, đợt này chùa mình gây quỹ đi. Tại vì từ hồi thành lập chùa 8 năm tới giờ chưa bao giờ sư cô làm một cái gì, chưa bao giờ đứng ra để mà xin hay là kêu gọi đóng góp gì. Và mảnh đất mới của chùa, sư cô, hai sư cô cùng quý Phật tử hằng ngày cũng làm thức ăn chay, gói những cái bánh ú, những cái đậu phụng, rồi cũng đem lên nhờ Ôn cho bán ở chùa Việt Nam, cũng như những cái tiệm nail đó, rồi họ cũng thương chùa rồi họ giúp, rồi đặt những thức ăn chay rồi đem về ở nhà dùng chay, rồi hỗ trợ cho chùa có thêm cái tịnh tài. Từ đó mấy sư cô mới mua được cái mảnh đất này, và cũng có một số Phật tử giúp và hộ pháp để mới mua được mảnh đất này. Thì sở dĩ có được mảnh đất rồi thì ngày hôm nay sư cô cũng xin được đối trước quý khán thính giả, đồng hương Phật tử xa gần có lòng thương tưởng chùa Diệu Pháp, thương chùa Mến Đạo, là những mạnh thường quân để hộ trì cho sư cô sớm hoàn thành được một cái Phật sự lớn lao này. Dạ, A Di Đà Phật, con cảm ơn sư cô. Thì quý vị Phật tử nào đang nghe chương trình ngày hôm nay phát tâm cúng dường cho sư cô thì quý vị có thể liên lạc với sư cô qua cái số phone mà nãy sư cô có gửi, cũng như là những cái địa chỉ mà sư cô gửi về. Thì số phone nãy của sư cô có gửi đến quý vị đó là sư cô Nguyên Bình 281-760-7663. 281-760-7663. Con có một người con chỉ sư cô đến để sư cô có thể chỉ luôn trên đây luôn, là sư cô có thể đến để sư cô xin lấy được những tịnh tài cho những cái ở đây. Con thấy có những cái business mà người Việt mình cũng hầu như là những chương trình gây quỹ họ cũng tài trợ rất nhiều á thưa sư cô. Tại thứ nhất là quý vị biết là mình tài trợ những chương trình này mình sẽ có những cái receipt để mình miễn thuế nè, kho trừ thuế, mà cái đó không có quan trọng bằng cái mà mình phát tâm mình kiếm được cái phước cho mình. Tại vì tôi như thấy là thời buổi này cái tiền á, mình kiếm nó cũng rất là khó khăn, nhưng mà cái đồng tiền mình dùng nó ý nghĩa thì nó sẽ giúp cho mình được nhiều thứ trong cuộc sống đó anh Hải, đúng không? Tại vì em thấy nhiều lúc cái trong cuộc sống của mình nhiều lúc nó có cái nhiều thứ mà mình không có bất ngờ quá, mình không bất ngờ và bất thường lắm. Nhưng mà mình có được cái chút phước thì con nghĩ là nếu tôi nói là đức năng thắng số, đúng không thưa sư cô? Coi như những cái gì mà mình cúng dường cho chùa, cho nhà thờ, cho những người nghèo thì dĩ nhiên cái đó giống như mình để vô cái nhà băng. Mà cái nhà băng đó tự nhiên tới ngày cái mình gọi là mình hay là cái hụi đi, mà tự nhiên có một ngày đó cái hụi được công đức mà khi mình hốt hụi hồi nào mình không mình có mình không hay á. Cái đó là những cái hay lắm, gọi là tích phước. Ở đây chị Tường Minh cũng tích phước lắm á, tuần rồi là phải nói là năm nào chị cũng giúp cho chùa nhà thờ sư cô, nhà thờ Lớp An.
Và thưa quý vị, đến với chương trình gây quỹ của buổi tiệc chay của chùa Diệu Pháp ngày hôm nay thì sư cô có đưa cho chúng ta một vài cái chi tiết về chương trình cũng như là anh Trọng Hải có nói cho chúng ta về cái buổi tiệc chay gây quỹ. Tuy nhiên được biết là trong buổi tiệc chay thì tất nhiên là năm nay nè có một cái đặc biệt là con được nghe chị Hạnh Trường nói thưa sư cô là có một cái món chả ốc chay rất là ngon. Mà con thì rất thật sự anh Hải biết không, em có duyên với sư cô Nguyên Bình là hồi xưa chị Hạnh Trường cho em ăn cái món chay gì ta em quên, phá lấu chay mà mê đến giờ luôn. Mỗi lần gọi gặp chị là cứ nói chị Hạnh Trường chị phải order cho em, mà chị nói Nhi ơi chùa xa quá Nhi ơi chứ em tha cho chị nữa Nhi ơi chứ em làm vậy khó quá. Nhưng năm nay là con biết là tiệc chay của sư cô là khác với những chùa khác, là có Phật tử cúng dường những cái món chay mà với Phật tử nó không giờ bán ở ngoài. Dạ, đúng sư không, cô sư cũng cô? Tính làm như vậy. Nhưng mà khi tới hỏi nhà hàng Kim Sơn á, họ nói nếu mà sư cô muốn đem thức ăn từ bên ngoài vào thì mình phải ký giấy tờ. Mình phải chấp nhận là coi như mọi thứ rủi ro người ta ăn thì có vấn đề gì cô, là chùa phải chịu trách nhiệm á. Dạ. Nên thôi cô nói thôi. Sư cô bỏ luôn. Dạ. Dạ. Tại vì mình đãi trong nhà hàng Kim Sơn, thành ra nhà hàng Kim Sơn muốn xếp cái chuyện đó ra. Dạ, dạ. Cái đó cũng hợp lý. Mà thưa sư cô, buổi đó buổi tiệc chay của mình thì sư cô dự tính là khoảng bao nhiêu bàn, và hiện tại bây giờ là sư cô đã phát hành được khoảng bao nhiêu bàn thưa sư cô? Dạ. Tiệc chay gây quỹ lần này thì sư cô đã phát hành trên dưới 90 bàn. Trên dưới 90 bàn. Dạ, và cũng còn số còn lại cũng còn cỡ 10 bàn. 10 bàn, vậy là chúc mừng sư cô. Quý đồng hương Phật tử, ai thương tưởng chùa Diệu Pháp thì có thể đặt tiếp tục để cho sư cô hoàn thành. Nhưng được mà nếu mà 10 bàn đó mà sư cô show out luôn mà Phật tử muốn nữa thì sư hàng Kim Sơn có add on thêm những cái bàn khác cho sư cô. Sư cô nghe nói là hình như cho thêm được 15 bàn. 15 bàn. Yeah. Vậy cũng good. Vậy là hiện tại bây giờ là cái buổi tiệc chay mình là sư cô dự định là 90 bàn và sư cô đã phát hành hết 80 bàn còn 10 bàn. Dạ không. Không, dự định là 100. Dự định là 100. Bây giờ được 90 bàn. Mà được 90 bàn rồi. Dạ. Yeah. Tối đa là 115 bàn hả? 15 bàn. Dạ. Yeah. Vậy là cũng chúc mừng cho sư cô. Hai tuần trước là chùa Phổ Nhãn là làm là 105 bàn. 105 đúng rồi. Chùa Phổ Nhãn làm 105. 105 bàn. Dạ. Cũng hy vọng kỳ này của chùa mình cũng được khởi đó. Dạ, dạ, thì số vé còn lại sư cô có để ở tại chùa Việt Nam. Quý Phật tử nào muốn lấy vé một cách dễ dàng thì có thể đến chùa Việt Nam giúp cho sư cô để lấy vé tiệc chay cũng như ủng hộ vé số. Nếu quý Phật tử nào không đi được thì cũng có thể giúp một cái bàn tay mình mua những cái tấm vé số để có thêm cái tịnh tài cho chùa. Vé số thì lấy ở đâu hả thưa sư cô? Dạ cũng ở tại bàn thư ký của chùa Việt Nam. Dạ. 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 Cũng có thể liên lạc với sư cô, trực tiếp với sư cô. Dạ. Ở trên cái tờ poster thì có tới 4 số điện thoại lận. Coi như là quý vị có thể liên lạc với sư cô Nguyễn Bình. Số điện thoại là 281-837-6858. Sư cô Nguyên Hương nữa 281-760-7663. Hoặc chị Hạnh Trường cũng là người trong ban tổ chức 713-371-6296. Hoa Tâm là 832-326-1845. Mà nếu mà quý vị nào biết Trọng Hải thì có thể liên lạc Trọng Hải cho số điện thoại luôn là 832-755-2772. Quý vị nào ấy thì nếu mà cần delivery Trọng Hải sẵn sàng. Dạ, con cảm ơn sư cô cũng như anh Trọng Hải cho chúng con một vài phút để nói về cái buổi tiệc chay ngày hôm nay, và chúc cho sư cô cho buổi tiệc chay sẽ hoàn thành viên mãn để sư cô có tịnh tài mà xây được cái ngôi chính điện như cái lòng mơ ước của sư cô. Con nghĩ là mình phát hành được 90 bàn rồi thì còn 10 bàn nữa thì chắc cũng rất là dễ dàng, và con mong là các có thể add on thêm được 15 bàn nữa sư cô. Dạ. Và cũng chúc anh Hải nhé, nếu mà tối nay mà trúng cái số thì sư cô khỏi lo cái phần 15 bàn nữa. Đâu có đâu, anh Hải thầu hết cái nhà Kim Sơn rồi đâu có. Dạ, nhớ nha, mà không biết là trúng bao nhiêu mà cứ trúng là phải thầu đúng không? Tại anh Hải nói chắc trúng 2 đồng dễ lắm. Trúng được cái bao bò bo dễ lắm. Trúng 5-6 số nó khó. À, đúng rồi đó. Vâng, và thưa quý vị, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với Tuyết Nhi, sư cô Nguyên Bình đến từ chùa Diệu Pháp cũng như anh Trọng Hải. Cảm ơn chị Tường Minh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn sư cô cũng như anh Trọng Hải và Tuyết Nhi đã đến với chương trình ngày hôm nay, và quý vị đang theo dõi trên livestream Việt TV Radio Network. Nếu quý vị nghe được chương trình này thì cũng nhờ quý vị chuyển tiếp tới những người thân quen để nhiều người được biết thêm về chương trình này và có thể giúp đỡ cho chùa hoàn thành được cái tâm nguyện lớn lao này. Và bây giờ thì chúng tôi phải nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.